sáng ngày 1 tháng 9, trại giam Nà Tấu, Cục C10 Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 6 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Giám thị trại giam Nà Tấu đã trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và trao căn cước công dân cho 6 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam. Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phạm nhân Giàng A Sình cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với chính sách khoan hồng đã dành cho các phạm nhân biết ăn năn hối cải, cải tạo tốt có điều kiện được hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. Đặc xá dịp Quốc khánh một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam.